Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Lâm Đồng hỗ trợ 13 tỷ đồng cho chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Nỗi lo trong lựa chọn năng lực các nhà đầu tư. Nghị lực người lính. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 21 tháng 5, Quốc hội làm việc tại hội trường cho ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật giáo dục sửa đổi. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận đó là chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là vấn đề được xã hội hết sức quan tâm. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tham gia ý kiến đóng góp vào dự án luật nêu trên. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cho biết, có ý kiến đề nghị xây dựng một chương trình, một bộ sách giáo khoa dùng chung cho cả nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng hiện nay quy định về chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong dự thảo luật đã cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Đảng và Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị được giữ quy định một chương trình thống nhất, mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa như trong dự thảo luật. Đại biểu Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần cân nhắc trong quá trình tiếp thu, giải trình các quy định dự thảo luật về chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Cần hết sức cân nhắc trong quá trình tiếp thu, giải trình các quy định dự thảo luật về chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Những quy định như việc xuất bản sách giáo khoa tuân theo quy định của pháp luật, cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, nhưng quy định này là quy định gì thì không rõ. Đây là những điểm hạn chế của dự thảo luật có thể dẫn đến trường hợp loạn sách giáo khoa, một trường một kiểu, mạnh ai nấy làm, học một đường, thi một nẻo. Bên cạnh đó, vì quy định Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương thì còn rất chung chung, không rõ loại tài liệu giáo dục này là loại tài liệu gì, thuộc lĩnh vực nào có giá trị như sách giáo khoa không, có gì khác với sách tài liệu tham khảo hay không, vân vân. Ngoài ra, các đại biểu cũng nhìn nhận chương trình giáo dục phổ thông thống nhất trong cả nước và được tổ chức thực hiện linh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và của cơ sở giáo dục. Địa phương chủ động biên soạn tài liệu lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội để bổ sung vào chương trình cơ sở giáo dục vận dụng, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường là phù hợp với điều kiện hiện nay. Thành phần Hội đồng Thẩm định Quốc gia chương trình sách giáo khoa nên có sự cân nhắc, có thể giao cho Thủ tướng thành lập sẽ đa dạng thành phần hơn. Hội đồng này thời gian qua được xã hội rất quan tâm về tính khách quan khi thẩm định sách giáo khoa, nhất là xã hội hóa trong biên soạn sách. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết địa phương sẽ dành trên 13 tỷ đồng để thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2020. Trong đó, vốn ngân sách hỗ trợ 7,9 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của các đơn vị tham gia chương trình. Đây là nội dung triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2020 trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, Lâm Đồng đã đặt ra mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Những sản phẩm có nguồn gốc từ địa phương, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, nguồn gốc gen, tri thức và công nghệ ở Lâm Đồng sẽ được ưu tiên hỗ trợ. Hiện nay đã có hàng chục sản phẩm đăng ký tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Nổi bật có những sản phẩm đã được người tiêu dùng biết đến và ưa chuộng như trà cao atiso, hồng sấy, sầu riêng, quả điều, v.v. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 là 24.467 học sinh. Trong đó, các trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp trung học cơ sở là 540 học sinh. Các trường trung học cơ sở trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố là 22.387 học sinh. Riêng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 là 16.093 học sinh. Trong đó, trường trung học phổ thông chuyên Thăng Long là 315 học sinh, trường trung học phổ thông chuyên Bảo Lộc là 225 học sinh, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh là 155 học sinh, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông liên huyện phía Nam là 90 học sinh. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh là 15.308 học sinh.
Đối với tuyển sinh vào lớp 10, các trường trung học phổ thông ngoài công lập là 610 học sinh. Phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay, cần sự đồng thuận và chung tay xây dựng một môi trường để Đà Lạt đẹp hơn. Triển khai kế hoạch Hành trình đỏ năm 2019. Sáng ngày 21 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức truyền thông an toàn giao thông cho phụ nữ và trẻ em với sự tham gia của 1.000 hội viên hội phụ nữ, người dân và học sinh trên địa bàn huyện Đức Trọng. Tại buổi tuyên truyền, người dân và các em học sinh đã được hướng dẫn phổ biến các điều luật liên quan đến an toàn giao thông và thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông hiện nay. Bên cạnh đó, để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền tiểu phẩm với chủ đề an toàn giao thông cho hành khách, do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Hội thể hiện cùng với trò chơi rung chuông vàng, đuổi hình bắt chữ, đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo hội viên phụ nữ, giáo viên, học sinh. Thực hiện chủ đề năm 2019 là an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Với buổi truyền thông hôm nay là dịp để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật về an toàn giao thông, xây dựng lối sống văn hóa trong tham gia giao thông cho hội viên phụ nữ, cho học sinh và toàn thể cộng đồng, giảm thiểu số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã trao biểu trưng một máy ấm tình thương và một sổ tiết kiệm cho hộ gia đình phụ nữ nghèo với tổng trị giá 60 triệu đồng, 10 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 5 triệu đồng, 100 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng cũng được chuyển tới các em học sinh khó khăn tại đây. Chiều tối qua 20 tháng 5, lực lượng liên ngành thành phố Đà Lạt gồm Công an Kinh tế, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Ban Quản lý chợ Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân phường 1 và Công an phường 1 đã ra quân chấn chỉnh hoạt động buôn bán tại khu vực chợ đêm Đà Lạt. Trong đợt ra quân này, lực lượng liên ngành đã kiểm tra việc kinh doanh cho thuê xe máy, đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh tại chợ đêm Đà Lạt tháo dỡ mái che, lều bạt, biển quảng cáo. Các hạng mục xây dựng không đúng quy định gây ảnh hưởng đến sự thông thoáng của vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị. Vận động tiểu thương không chèo kéo khách, bán đúng giá niêm yết, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Ngoài ra, để tránh sự nhếch nhác, khu vực bên phải chợ đêm Đà Lạt, cơ quan chức năng đã cải tạo sửa sang lại các quầy hàng, sau đó cho bốc thăm lại các vị trí kinh doanh. Trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã kiểm tra toàn bộ giấy phép kinh doanh xe máy, thu giữ nhiều phương tiện xe đạp đôi, các vật dụng buôn bán để không đúng nơi quy định. Qua đó nhắc nhở 12 hộ kinh doanh hàng ăn uống nghiêm túc chấp hành các quy định. Đợi đến khi hoàn chỉnh quầy sạp sẽ cho tiếp tục kinh doanh lại. Việc ra quân chấn chỉnh hoạt động buôn bán tại khu vực chợ đêm Đà Lạt sẽ được duy trì thường xuyên từ 15 đến 23 giờ đêm các ngày trong tuần. Qua đó đưa hoạt động kinh doanh tại khu vực này đi vào nề nếp, tránh các vụ việc xấu làm ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch Đà Lạt, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, chuẩn bị cho các hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt năm 2019. Ngành chức năng của tỉnh và huyện Di Linh vừa phối hợp kiểm tra lập biên bản xử lý đối với hộ ông Nguyễn Văn Thành ở thôn Đồng Lạc 3, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh về các hành vi vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn giao thông đường bộ. Theo ghi nhận tại hiện trường, hộ ông Nguyễn Văn Thành đã xây dựng tường chắn dài 40 mét, nằm trên hạ lưu cống, vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn giao thông đường bộ tại km 13 630, đường DT725, thuộc địa phận xã Tân Lâm, huyện Di Linh. Hộ ông Thành đã tự ý phá dỡ 47 rọ đá, tường chắn dài 24 mét để làm đường vận chuyển san lấp mặt bằng. Tổng thiệt hại ước tính 140 triệu đồng. Mặc dù trước đó, hộ ông Thành đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục hậu quả. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng công trình giao thông, mà còn phá hoại tài sản của nhà nước. Thời gian qua, mặc dù đã tăng cường nhiều biện pháp, nhưng tình trạng xây dựng các công trình trái phép, lấn chiếm vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn diễn biến phức tạp. Do vậy, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thì việc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác này cần được ngành chức năng quan tâm. Trong đó, việc kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm những công trình xây dựng vi phạm lộ giới hành lang an toàn đường bộ ngay từ ban đầu của chính quyền địa phương là hết sức cần thiết.
Đà Lạt là thành phố có sức hút lớn trên bản đồ du lịch của Việt Nam bởi khí hậu ôn đới, cảnh quan kỳ thú và môi trường trong lành. Để trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thành phố Đà Lạt đã phấn đấu xây dựng thương hiệu thành phố hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Trong nỗ lực đó, bộ mặt thành phố đã ngày càng thay đổi đẹp hơn, tiện ích hơn. Song để có những điều tốt đẹp ấy được nhân lên thì cần sự đồng thuận và chung tay xây dựng một môi trường du lịch xanh của cả người dân và du khách đến với thành phố hòa. Cơn gió về lang thang cho ngàn thông reo, thì nắng về long lanh gương hồ thêm xanh, chim én về xôn xao cung trời quê hương, cho ngất ngây ngất ngây mùa xuân. Đà Lạt thường nhật yên ả, nhiều người tìm cho mình những góc riêng tĩnh lặng để tận hưởng không gian xanh mát. Không gian đã đi vào những bài hát, bài thơ về Đà Lạt của nhiều văn nghệ sĩ. Không gian, nhịp sống ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Đó là cả một bề dày của lịch sử dựng xây, kiến thiết thành phố, để hôm nay khi du khách đến đây tận hưởng những khoảnh khắc chỉ có ở nơi này. Nhưng mà thành phố này rất là sạch sẽ mà không khí lúc nào cũng mát mẻ như vậy thì em nghĩ là mọi người đều thích thành phố này, nhưng mà không chỉ riêng em đâu. Với sức hút từ sự cộng hưởng giữa con người và thiên nhiên, mỗi năm thành phố Đà Lạt đã đón hàng triệu lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Đà Lạt đã trở nên sôi động, cuốn hút vào những mùa lễ hội. Song ngoài những ấn tượng đẹp thì du khách thiếu ý thức cũng để lại một lượng rác khổng lồ mà nhiều ngày sau đó thành phố mới dọn dẹp xong. Là thành phố du lịch, công dân nào cũng muốn du khách đến thưởng ngoạn vẻ đẹp quê hương mình. Chính vì điều đó, bao thế hệ người Đà Lạt đã dày công vun đắp cho văn hóa ứng xử với con người, với thiên nhiên nơi đây. Nhưng cũng không khỏi buồn lòng với thực tại. Với truyền thống của người Đà Lạt mình, nói cho buôn bán cũng hiền hòa, rồi cái môi trường thì cũng giữ tốt này kia, xả rác thì cũng không có xả rác gì nữa con, nhưng mà cũng nhiều khi du khách đó, người ta đi lui tới rồi nhiều lúc mà cũng có những người đã có ý thức, có những người người ta cũng không có ý thức á. Anh chị em vệ sinh rồi làm thêm K3 nên khi là sáng ra là thấy là sạch sẽ. Để khắc phục tình trạng xả rác bừa bãi, công ty dịch vụ đô thị Đà Lạt đã phải tăng thêm ca kíp thu gom rác trong mùa lễ hội. Thành phố cũng đã thành lập các đội thanh kiểm tra, nhắc nhở du khách vứt rác đúng nơi quy định. Hàng trăm thùng rác đã được lắp đặt tại các công viên, điểm công cộng trong thành phố để hạn chế thấp nhất tình trạng vứt rác ra môi trường. Rảo bước trong không gian yên bình, trên những con đường phủ đầy hoa cỏ, du khách sẽ cảm nhận được nhịp sống, con người Đà Lạt rất gần gũi, yêu quý và gìn giữ cho thành phố Đà Lạt xanh hơn. Người dân rất là có ý thức giữ vệ sinh và làm đẹp thành phố. Không những là du khách mà cùng với người dân thành phố Đà Lạt là mình phải tích cực là làm sạch, làm môi trường xanh sạch đẹp. Thì coi như là tạo cái không khí du lịch tốt, sức khỏe của mọi người cũng sẽ tốt hơn. Nếp sống của người Đà Lạt thì anh nghĩ là họ không bao giờ họ xả rác dọc đường đâu. Thấy những phụ huynh mà chở con đi ấy, thì là đứa bé đó luôn luôn nó cầm cái túi rác, anh thấy cũng rất ngạc nhiên, chắc là cô giáo nó hay là bố mẹ nó bày nó, anh cũng không biết, mà anh thấy ý thức nó vậy là rất là tốt. Từ thời bé họ cũng đã ăn sâu vào cái tiềm thức họ rồi. Xây dựng môi trường sống văn minh hiện đại bao gồm rất nhiều phạm trù mà mọi người, mọi nhà hướng tới. Để thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy trong cách ứng xử nơi công cộng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng chỉ cần những hành động, cử chỉ nhỏ của mỗi cá nhân, mỗi du khách như không xả rác bừa bãi, không chen lấn hay nói vừa đủ nghe nơi công cộng sẽ làm nên lối ứng xử văn minh. Chỉ khi mọi người nhắc nhở nhau thay đổi thói quen, thay đổi hành vi thì một Đà Lạt vốn đã đẹp sẽ còn đẹp hơn khi cả người dân và du khách cùng hướng tới việc xây dựng văn hóa công cộng ngày một tốt hơn.
Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Chiều 21 tháng 5, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình Hành Trình Đỏ và Ngày Hội Hiến Máu Tình Nguyện Giọt Hồng Thành Phố Hoa năm 2019. Chương trình Hành Trình Đỏ tại Đà Lạt sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 năm 2019, với các nội dung chính gồm hoạt động diễu hành bằng xe đạp đôi nhằm tuyên truyền về chương trình Hành Trình Đỏ và bệnh tan máu bẩm sinh, thăm và tặng quà cho các bệnh nhân đang truyền máu và bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt Hồng Thành Phố Hoa với dự kiến vận động 2.000 người đăng ký tham gia hiến máu và tiếp nhận trên 1.500 đơn vị máu. Đến nay, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các tình nguyện viên và nhà hảo tâm Hàn Quốc đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện trên địa bàn, như trao tặng 269 xe lăn, tài trợ phẫu thuật tim cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ 53 địa chỉ nhân đạo là học sinh mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn với mức 500.000 đồng một tháng, xây dựng nhà tình thương cho gia đình người khuyết tật khó khăn về nhà ở, tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 800 lượt người nghèo, nấu bữa ăn dinh dưỡng cho 290 em học sinh mầm non, tổ chức vui chơi giải trí cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Từ đầu năm 2019 đến nay, các tình nguyện viên Hàn Quốc đang triển khai huy động nguồn tài trợ từ Hàn Quốc để giúp cho đối tượng người khuyết tật tại Lâm Đồng xây dựng 2 căn nhà tình thương có tổng trị giá 250 triệu đồng, tài trợ 31 xe lăn và tiếp tục cấp 53 học bổng cho học sinh nghèo với trị giá 500.000 đồng mỗi tháng. Sáng 21 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Thị Xuân Thu, sinh năm 1967, trú tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2014 đến 2016, Trần Thị Xuân Thu là cán bộ xã Hiệp An, đồng thời là tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn thôn Định An, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được Ủy ban Nhân dân xã và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đức Trọng giao. Thu đã mạo danh 15 hộ dân tại xã Hiệp An để lập khống 16 hồ sơ vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đức Trọng. Sau đó, trình Ủy ban Nhân dân xã Hiệp An, huyện Đức Trọng xác nhận, đề nghị Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đức Trọng cho vay chiếm đoạt tổng số tiền 582 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ của vụ án gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho xã hội, tuy nhiên xét thấy đối tượng cũng đã thành khẩn khai báo khắc phục hậu quả, nên Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Trần Thị Xuân Thu 7 năm tù giam về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: nỗi lo trong lựa chọn năng lực các nhà đầu tư thuộc dự án cao tốc Bắc Nam; Quảng Ngãi cấp bách phòng chống dịch tả heo châu Phi; Bộ Giao thông Vận tải đang tích cực kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư 8 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông theo hình thức đối tác công tư PPP. Nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại về việc nhà đầu tư Trung Quốc tham gia dự án này, còn nhà đầu tư trong nước muốn tham gia thì lại không đủ năng lực theo quy định. Theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội, giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 sẽ đầu tư xây dựng 654 km chia thành 11 dự án thành phần, gồm 3 dự án đầu tư công và 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Đến thời điểm này, nhiều nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, muốn tham gia dự án này. Điều này dấy lên mối lo ngại sẽ có nhiều hệ lụy giống dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Tiêu chí đánh giá nhà đầu tư thì chúng ta đấu thầu quốc tế cho nên không có phân biệt đầu tư trong nước hay đầu tư nước ngoài là điều thứ nhất. Vấn đề thứ hai, các cái tiêu chí đó thì chúng ta phải làm theo luật. Luật đấu thầu năm 2014 của Quốc hội được Chính phủ hướng dẫn bằng Nghị định 30 và được Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn bằng cái thông tư 15 về các cái tiêu chí năng lực. Đầu tư trong nước cũng rất nhiều nhà đầu tư có năng lực. Thì tôi nghĩ là họ hoàn toàn có cơ hội nếu thực sự muốn tham gia đầu tư các dự án cao tốc Bắc Nam. Dù các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu quốc tế được Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu kỹ, phù hợp với thông lệ quốc tế, tuy nhiên các nhà đầu tư trong nước lại cho rằng khó có cơ hội tham gia. Đơn cử như tiêu chí yêu cầu nhà đầu tư đã làm dự án có quy mô tương tự, tiêu chí nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu đã từng đóng góp tương đương với dự án đang sơ tuyển này là rào cản với nhà đầu tư trong nước. Thứ nhất, về năng lực tài chính thì hầu như các nhà đầu tư trong nước sẽ đáp ứng được yêu cầu. Riêng về cái tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm
thì với cái tiêu chí này thì các nhà đầu tư trong nước khó có thể đạt được. Như vậy thì các nhà đầu tư trong nước sẽ không có cơ hội. Ngân hàng nhà nước coi cái lĩnh vực đầu tư hạ tầng BOT là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Ngân hàng nhà nước cũng đang siết chặt cái tỷ lệ cho huy động vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn. Một vấn đề nữa là hồ sơ dự sơ tuyển hiện nay đang áp dụng mức lãi suất khoảng 7,76%, trong khi lãi suất thực tế của thị trường đang khoảng từ 11-12%. Đây là một cái chênh lệch rất lớn mà cái Bộ Giao thông chưa có cái hướng xử lý. Theo nhận định của một số nhà chuyên môn, các doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có thể làm chủ được khoa học công nghệ, kể cả những công trình lớn. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng các nhà đầu tư Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm huy động vốn, không có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức tín dụng. Hiện nay thì khu vực tư nhân trong nước đã có một quá trình trưởng thành và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thì các cái doanh nghiệp đầu tư trong nước cũng có rất nhiều những kinh nghiệm và họ có thể huy động được cái nguồn vốn. Và chính vì vậy tôi nghĩ là kể cả về năng lực cũng như trách nhiệm của họ đối với sự phát triển của đất nước. Các nhà đầu tư Việt Nam chúng ta có thể nói là về mặt kỹ thuật là họ có thể đáp ứng được. Nhưng các nhà đầu tư của Việt Nam thì không có kinh nghiệm trong việc huy động vốn và họ cũng không có kinh nghiệm để phát hành trái phiếu doanh nghiệp, phát hành trái phiếu dự án để mà thu hút được cái nguồn vốn của nước ngoài, trong nước hoặc là quốc tế. Theo Bộ Giao thông Vận tải, vấn đề quan trọng nhất của dự án đó là chất lượng và tiến độ. Vì vậy, bất kỳ nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài muốn tham gia dự án phải cung cấp được dịch vụ tốt nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng cho toàn bộ dự án. Đây là điều quan trọng hơn việc nhà đầu tư đến từ quốc gia nào. Từ tháng 2 năm 2019 đến nay, bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện và diễn biến ngày càng phức tạp, lây lan nhanh ở nhiều địa phương trong cả nước. Đặc biệt, vài ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, địa phương giáp với Quảng Ngãi đã xuất hiện dịch. Vì vậy, nguy cơ dịch lây lan sang Quảng Ngãi là rất lớn và công tác phòng chống dịch bệnh cấp bách hơn bao giờ hết. Cơ sở giết mổ heo tập trung tại xã Tịnh Hà là một trong những địa điểm được Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh tập trung tăng cường kiểm tra kiểm soát để ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi. Cơ sở này mỗi ngày giết mổ trên 100 con heo sữa để xuất đi các tỉnh. Thì coi như là mọi cái vấn đề giết mổ thì từ khâu giết mổ tới khâu xuất thì coi như là toàn bộ là coi như là từ thú y cơ sở tới Chi cục Thú y đều kiểm soát coi như là nghiêm ngặt hết. Giám sát trước hết là giám sát ở chợ và coi là đến xưởng thì coi là giám sát một lần nữa. Là xong khi giết mổ là đồng chí xin cũng có mặt ở tại đây là giám sát từng con lợn. Cùng với việc tăng cường kiểm tra kiểm soát của lực lượng thú y cơ sở, tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập tổ kiểm dịch lưu động thường xuyên bám sát cơ sở, kiểm tra công tác phòng chống dịch, thành lập đội kiểm dịch động vật lưu động để kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm việc vận chuyển, mua bán và giết mổ heo, sản phẩm heo không rõ nguồn gốc, rà soát các cơ sở giết mổ và kiên quyết buộc dừng hoạt động các cơ sở giết mổ chưa đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, môi trường, an toàn thực phẩm, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh theo quy định nhằm ngăn chặn bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn. Hiện nay Quảng Nam nó ốp sắt mình rồi, nó đã bị GC. Như vậy thì cái tăng cường chống dịch của mình là thứ nhất là biện pháp của mình là tăng cường kiểm soát heo đầu chỗ Bình Sơn và chỗ Sơn Quỳnh. Chủ yếu là mình lợn nhập vô là phải giám sát chặt chẽ, điều hành một cái tổ lưu động, kiểm dịch lưu động ở chi cục có 4 người. Thì anh em đó mình phân công cho từng huyện và nó tới địa bàn cơ sở, đặc biệt là tới cái những chỗ mà lợn họ xúc. Mình lấy mẫu và gửi đi vùng 4 họ xét nghiệm để sau đó mình cho đi an toàn hơn. Và các cái cơ sở như thế này thì mình thường xuyên giám sát họ. Các cơ sở mà giết mổ để xúc lợn đi, rồi xúc ra ngoài tỉnh hay là các siêu thị rồi thì mình là thường xuyên kiểm soát. Trước sự lây lan nhanh của dịch tả heo châu Phi, tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường kiểm tra kiểm soát dịch tại các trạm kiểm dịch động vật tại xã Phổ Thành, huyện Đức Phổ và Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, nơi giáp ranh với tỉnh Quảng Nam đang xuất hiện dịch. Các trạm đã tăng cường thêm nhân lực 24/24 giờ để kiểm tra, kiểm soát các phương tiện chở động vật qua địa bàn nhằm ngăn chặn phòng chống dịch tả heo châu Phi để bảo vệ cho đàn heo. Thông tin cuối của bản tin tối nay, Hội Cựu chiến binh thành phố Bảo Lộc đẩy mạnh phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, nhiều hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với đẩy mạnh công tác xây dựng hội vững mạnh, Hội Cựu chiến binh thành phố Bảo Lộc đã thực hiện tốt phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, nhất là phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Thông qua đó đã có rất nhiều hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ông Nguyễn Văn Thạch, một trong những gương sản xuất giỏi của Hội Cựu chiến binh phường 2, thành phố Bảo Lộc qua ghi nhận sau. Sinh năm 1963, nhập ngũ và chiến đấu ở chiến trường biên giới phía Bắc. Sau khi xuất ngũ vào năm 1997, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thạch vào phường 2 thành phố Bảo Lộc sinh sống lập nghiệp. Với quyết tâm vượt qua cái khó cái nghèo, ông dành dụm tích lũy tiền mua đất trồng cà phê, xe mắc ca, chăn nuôi heo. Đất không phụ công người, đến nay vay 8 hectare cà phê, cùng chăn nuôi, bình quân mỗi năm gia đình ông Thạch có được nguồn thu nhập trên 2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Thạch cho biết, để có kết quả như vậy thì ý chí nghị lực của người lính đã giúp ông thành công như ngày hôm nay. Trong quá trình mà phát triển kinh tế thì nó gặp vô vàn khó khăn, chứ không phải là nó là thuận lợi. Mà vấn đề là lớn nhất là phải cái nghị lực và quyết tâm, mà là cái khao khát làm giàu thì mới thành công được như ngày này. Cuộc sống bây giờ thì nói chung nó rất là thoải mái. Hai nữa là luôn luôn phải áp dụng khoa học kỹ thuật và được đảng và nhà nước luôn luôn là tạo mọi điều kiện để cho tư nhân và cá nhân và các doanh nghiệp làm giàu, làm lợi cho đất nước. Không chỉ sản xuất giỏi làm giàu cho gia đình, tích cực tham gia công tác hội cựu chiến binh và công tác xã hội địa phương, mô hình trồng cà phê, sen canh mắc ca và chăn nuôi của cựu chiến binh Nguyễn Văn Thạch còn tạo công ăn việc làm ổn định cho 15 lao động với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Người lao động thì nói chung vào chỗ bác Thạch thì làm cũng tốt. Mấy thứ hai là công việc là ổn định, thu nhập thì 6-7 triệu một tháng. Trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua đó, thì đặc biệt là cái phong trào cựu chiến binh vượt khó, đẩy mạnh cái tăng gia sản xuất, giảm nghèo nhanh và bền vững theo cái đề án 02 của cựu chiến binh của tỉnh. Thì Hội Cựu chiến binh thành phố đã thành lập 11 trên 11 phường, xã có câu lạc bộ sản xuất kinh doanh của cựu chiến binh, tổ hợp tác sản xuất. Trong đó điển hình có nhiều đồng chí, nhưng mà cụ thể là đồng chí Nguyễn Văn Thạch, một đồng chí mà cựu chiến binh dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua những cái khó khăn của mình để mà đầu tư trong cái việc chăn nuôi heo cũng như là cái tăng gia sản xuất trồng cái mắc ca. Hàng năm là thu hoạch rất là coi như là đáng kể, và đồng chí cũng góp phần tham gia là của hội và được Hội Cựu chiến binh tỉnh trung ương hội công nhận là cái doanh nhân cựu chiến binh sản xuất giỏi. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngại khó, ngại khổ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thạch ở phường 2, thành phố Bảo Lộc đã góp phần cùng những cựu chiến binh thành phố tô thắm thêm trang sử hào hùng của người lính Cụ Hồ, chung tay góp sức vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.